Bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất tháng 2 năm 2021 đã công bố trong ngày 11 tháng 3 năm 2021 với kết quả cuối cùng vô cùng bất ngờ. Mẫu xe hạng A VinFast Fadil chính thức bước lên bục cao nhất với tổng doanh số là 1.090 xe, cao hơn so với cái tên đang xếp ở vị trí thứ hai là Kia Seltos với tổng doanh số là 1.012 xe. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast Fadil là Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí chót bảng với tổng doanh số chỉ vẻn vẹn là 512 xe. Vậy, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích và bóc tách sự vươn lên bất ngờ của mẫu xe đến từ thương hiệu Việt Nam có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với thị trường ô tô trong nước. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nha. Và ngay sau đây là bài phân tích của Chí Trần. Nếu như Toyota Vios và Hyundai Accent là hai mẫu xe nằm trong phân khúc xe đô thị hạng B quanh năm suốt tháng dẫn đầu ở bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất do Hiệp hội VAMA bình chọn, giống như cái cách mà xe bóng đá đã biết trước kết quả. Và điều đó nó khiến cho thị trường ô tô tại Việt Nam không hề có những sự thay đổi nào quá lớn trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của hãng xe đến từ Việt Nam giống như một lời cảnh báo tới tất cả các hãng xe đến từ nước ngoài về một cuộc cách mạng sẽ sớm thay đổi thói quen tiêu dùng của nhiều khách hàng Việt. Điều đó nó bắt đầu từ sự thành công của VinFast Fadil. Chắc chắn nhiều người sẽ có suy nghĩ rằng bước sang các tháng tiếp theo, mẫu xe này sẽ trở về vị trí quen thuộc của nó, nhường chỗ cho hai cái tên quen thuộc là Vios và Accent. Nhưng các bạn nên nhớ rằng là không phải hãng xe nào cũng có những sản phẩm thành công đến như vậy khi bán ở tại thị trường Việt Nam. Nói ví dụ như là Nissan, Chery, Isuzu và Suzuki, những hãng xe mà đã có quá nhiều kinh nghiệm chế tạo xe hơi và tên tuổi lớn ở trên thế giới, nhưng sao lại không có sản phẩm lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng. Quay trở lại với VinFast Fadil, tại sao tôi cho rằng cái sự thành công ban đầu của mẫu xe Việt lại là lời cảnh báo cho tất cả các hãng xe nước ngoài ở tại thị trường Việt Nam? Lý do đầu tiên đến từ lòng tin. Đã có quá nhiều sản phẩm không đạt chất lượng tiêu chuẩn về an toàn được bán cho người Việt, từ việc lỗi túi khí, lỗi hệ thống lái, chảy dầu, rồi đến cả việc kênh giá, bắt mua thêm phụ kiện. Đó là những gì mà mấy lâu nay người tiêu dùng Việt Nam phải chịu thiệt thòi. Gần như không có một cái sự thay đổi nào trong hàng thập kỷ qua. Có thể nói các hãng xe đến từ nước ngoài giống như con đỉa hút máu bám chặt lấy người tiêu dùng Việt Nam, mà chúng ta không thể nào làm gì khác ngoài sống dựa vào họ. Lý do thứ hai cũng đến từ lòng tin. Với một thương hiệu mang màu cờ sắc áo của quê nhà, hiện nay người tiêu dùng Việt Nam đã và đang tin tưởng và ủng hộ cho những sản phẩm được sản xuất lắp ráp trong nước, đặc biệt phải nhắc tới đó là xe ô tô VinFast. Điều đó nó thể hiện bằng việc chỉ trong vòng 18 tháng kể từ khi ra mắt thị trường, VinFast đã bàn giao tới tận tay 30.000 khách hàng Việt, trong khi đó đầy đủ cả 3 sản phẩm của hãng. VinFast Fadil và Lux A2.0 nhiều tháng liên tiếp đứng top các dòng xe bán chạy, đánh bật các đối thủ khác nằm trong phân khúc của mình. Điều đó tôi cho rằng VinFast đã lấy được lòng tin của người tiêu dùng trong nước và việc chiến thắng toàn diện trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong vài năm tới. Lý do thứ ba đến từ cuộc chơi về thị phần ô tô điện, đó là cái cách mà Tesla đã làm ở tại thị trường Mỹ và châu Âu, Trung Quốc và toàn thế giới. Có thể VinFast sẽ không có được những cái lợi thế cạnh tranh ở thị trường Mỹ khi bán xe ô tô vào đây, tuy nhiên với thị trường Việt Nam thì hoàn toàn khác. Nhờ có sự hậu thuẫn về tài chính của tập đoàn Vingroup, bên cạnh đó các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, hệ thống đại lý phủ sóng khắp toàn quốc, VinFast đang có nhiều lợi thế để dẫn đầu đi tiên phong trong lĩnh vực sản xuất xe điện, xây dựng các hệ thống chạm sạc bằng cách liên kết với các tổ chức cá nhân cho tới các khu vực công cộng là điều đã nằm trong kế hoạch phát triển nhanh chóng của hãng. Các bạn nên nhớ rằng là để phổ cập được xe điện, bắt buộc mỗi hãng xe phải tự xây dựng cho mình được các trạm sạc điện riêng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của xe. Việc bỏ ra ngân sách hàng tỷ đô la để xây dựng và bảo trì bảo dưỡng các trạm sạc điện trên, không phải hãng xe nào cũng có đủ điều kiện để chơi tới cùng. Vì thế, cá nhân tôi cho rằng VinFast đang có sẵn nhiều lợi thế cạnh tranh vô cùng quan trọng để thống lĩnh mảng xe điện ở tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Và cuối cùng, với những lý do trên, tôi kết luận rằng là nếu như mà sắp tới đây VinFast tiếp tục cho ra mắt các dòng xe sedan hạng B, hạng C, crossover hạng B, hạng C, thì chúng ta sẽ sớm làm quen với những mẫu xe của thương hiệu Việt liên tục đứng trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Và dĩ nhiên rồi, trong tương lai xe điện sẽ là phương tiện sử dụng chính, thay thế cho xe sử dụng động cơ đốt trong. Hãng xe nào đi tiên phong ở trên thị trường sẽ giành được chiến thắng. Vừa rồi là những phân tích riêng của mình về sự kiện mẫu xe VinFast Fadil bất ngờ đứng ở vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy nhất tháng. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.